cùng đón xem. Đấy, xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên nhé. Nhớ giúp em mua hàng cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán qua nhá. Đấy, thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái hộp bút thước kẻ Ekea Comba luôn này. Đấy, tổng hợp luôn là 40 ngàn một bộ này. Hàng này cũng là hàng thanh lý siêu thị Nhật rất xịn luôn. Đây. Một cái bộ này nó sẽ gồm là đi rất nhiều thứ trong này các nhá, rất nhiều thứ này. Hộp rất là xịn đẹp, sẽ gồm có là thước kẻ này. Rồi là Ikea này, rồi là Comba này, các thứ này. Đây này, góc vuông, rồi là cái này là đo cái này hồi xưa lâu lâu học quên này, cái này là cái thước đo độ này. Đấy, rất nhiều luôn nhá. Đây. Đấy, rất nhiều luôn này. Rồi là có cả Comba này các này. Đấy, có cả Comba nhá. Đấy, Comba có sẵn cả bút biếc luôn. Rồi là có cả tẩy luôn này. Đấy, có cả tẩy luôn nhá. Đấy, đựng trong một chiếc hộp này. Cái này là những cái ngòi bút chì để các bác cho vào cái Comba này. Đấy, cho vào cái Comba này. Cái này thì thực ra không phải dành cho nguyên trẻ em đâu, người lớn cũng có thể xài luôn. Nhiều bác hay vẽ vời xây dựng kỹ thuật các thứ là cũng rất là cần cái bộ nha. Đó, thì một bộ này là 40 ngàn nha, 40 ngàn. Hộp bút thước kẻ Ikea Comba. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất xinh nhà, hàng thanh lý siêu thị Nhật rất xịn sò, ok. Là 40k một bộ nhá. Đấy, 40k một bộ. Hộp bút thước kẻ Ikea Comba nhá. Cứ lên mã nha, cho cái hộp bút thước kẻ Ikea Comba là tổng hợp trong một hộp này luôn là 40.000. 40.000 nhá. 40k. Hôm nay thì toàn những cái mã hàng mới thôi, các bác cố gắng xem hết video nhá. Đấy, cố gắng xem hết video, rất nhiều mã hàng mới luôn. Lên luôn cho bác đó là cái dập ghim của Penco đây. Đấy, dập ghim của Penco em báo giá luôn là 35.000 bộ này. 35.000 bộ này sẽ gồm có là một chiếc ghim nhá, một chiếc dập ghim như này. Đấy, một chiếc dập ghim này rất chắc chắn, hàng của Penco rất là xịn rồi. Đấy, một chiếc dập ghim nha. Đấy, các bác về cho ghim vào các bác dập. Đấy, và đi kèm là hai hộp ghim. Đấy, hai hộp ghim này, hai hộp ghim luôn. Là một bộ này là 35.000 nhá, một bộ này là 35.000, rất xịn sò. Đấy, về các bác ghim giấy, ghim tờ, ghim tài liệu, nói chung là rất là cần đấy các bác nhá, rất là cần. Đấy, rất là cần, nói chung là tiện lắm các bác về tiện cái các bác ghim đây. Đấy, con này ghim cực kỳ ngọt luôn. Đấy, kể cả những cái dạng mà nhựa cứng này là nó phập phát một này, có nhìn này. Đấy, thấy không, phập phát một luôn này. Đấy, phập phát một luôn, rất là ngọt. Cái này nhà em xài mà nên em thấy ok, mà giá hợp lý thì lấy về bán cho bác này. Đấy, thấy không, dập vào cái là chắc chắn ngon này luôn. Đây, đấy, bóp ngon này, bóp phát nào ra vào đấy luôn, chắc chắn ok. Đấy, đây không, rất ok. Cái này nhà em đang xài đây. Hộp dập ghim Penco nhá. Đấy, cứ lên mã em sẽ là cái bộ dập ghim. Đấy, cái dập ghim Penco 35.000 là bao gồm là một chiếc ghim và có đi kèm cho bác là hai hộp ghim này nữa, hai cái hộp ghim này là 35.000. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái hộp ghim để các bác dập ấy, thì một hộp nhỏ này này bên em đang bán lẻ cho bác là 5.000. Nếu các bác muốn mua thêm nhá thì đây, một hộp ghim này là 5.000 này. Đấy, đấy là các bác muốn mua thêm. Còn bên em bán là trong bộ là nó sẽ có sẵn hai hộp rồi, thì nếu mà các bác nào dùng ít thì mình mua một bộ này về cũng dùng thoải mái đâu. Còn nếu các bác nào dùng nhiều hoặc là muốn mua thêm thì đang bán lẻ một hộp như này là 5k này. Đấy, đang bán lẻ một hộp như này là 5k này. Đấy, còn là mua thì cứ một bộ này là 35.000 nhá. Đấy, đây ghim lại các con, rất ngon lành luôn nhá. Đấy, ngọt dẻo luôn này. Đây, đấy, cứ dập phát nào là ăn phát đấy luôn. Đấy, thấy không, rất ok. 35.000 các bác nhá, 35k dập ghim Penco 35k. Còn mua thêm hộp ghim lẻ thì đang bán cho bác là 5k một hộp nhá. Đấy, đang bán lẻ một hộp ghim lẻ là 5k một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã cho bác đó là cái kìm cắt da chết này. Đấy, kìm cắt da chết 35k một cây nhá, 35.000 một cây. Đấy, 35.000 một cây. Cái này thì chắc bác nào phụ nữ thì chắc là nhìn cái kìm này chắc biết luôn. Đấy, nói chung là nó rất là tiện nhá, về các bác dùng để cắt móng tay, móng chân, đặc biệt là những cái dạng móng chân mà nó dày ấy, nó dày mà các bác cắt ấy. Đấy, các bác bình thường là các bác cắt bằng những cái bấm móng ấy là nó rất là khó cắt, nhưng các bác dùng cái con kìm này các bác cắt này nó rất là ngọt này. Đấy, vì nó có lực này. Đấy, bóp kìm này bao giờ nó sẽ có lực hơn. Đấy, và đặc biệt là ví dụ là những cái chỗ mấy cái phần mà nó bị xước măng rô ấy, những cái ví dụ như là cái chỗ móng tay móng chân mà các bác nó bị xước ra ấy. Bình thường là các bác cứ dùng ấy, những cái bấm móng các bác lách vào nó rất là khó cắt. Đấy, hoặc là những cái chỗ mà vẩy vẩy cái vảy măng rô mà ở móng tay móng chân nó hay bị xước ra ấy. Đấy, các bác để lâu ấy thì nó càng xước nó càng đau. Thì các bác mua cái kìm này về các bác cứ
cứ xiến đi cho em. Đấy, xiến những cái chỗ mà nó xước ra. Đấy, các bác xiến đi thì các bác xiến một lúc sau là nó sẽ khô vào thì nó sẽ hết đau nhá, sẽ hết đau. Nói chung là dùng con này khá là tiện đấy. Đó, thì đang bán bác một cái kìm này là 35k một cái nhá, 35k một cái. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm cắt da chết. Đấy, kìm cắt da chết rất sắc bén, ok luôn. Là 35 ngàn một cây. Đấy, 35 ngàn một cây thôi. Giá bình dân, các bác dễ mua. Đó, 35k. Kìm siêu sắc bén luôn, cắt rất là ngọt. Về chuyên này các bác cắt da chết nhá. Đấy, cắt da chết rồi là cắt móng tay móng chân. Đấy, cho chị em phụ nữ này, rồi là cả gia đình nhà mình đều xài luôn. Đó, kìm cắt da chết nhá. 35 ngàn một cây. Đấy, 35 ngàn một cây. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bát úp mì. 30 ngàn một bát nhá. 30 ngàn một cái bát úp mì nha. Đấy. 30 ngàn một cái bát úp mì rất là hay. Về các bác chuyên dùng thì các bác úp mì. Đấy, úp mì, úp nước các thứ rồi. Các bác pha mì vào đây nhá. 30k một cái bát nha. Đấy, pha mì hoặc là các bác đựng canh, đựng riêu thứ vào đây. Nó khá là tiện luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ gồm có là một cái thân này, đi kèm là một cái nắp này. Đấy, nắp đậy rất là kín luôn. Đấy, đây cũng nhìn này, nắp đậy rất là kín. Đây. Đấy, các bác phải thoải mái không ra luôn này. Nắp đậy cực kỳ kín luôn nhá. Đấy, và đây nó có cả cái phần cái quai cầm để các bác rút ra rút vào nó dễ này. Đấy, các bác đựng những cái đồ nóng ở đây này. Đấy, đồ nóng ở đây hoặc các bác úp mì. Đấy, cho cái vắt mì, gói mì đây. Đấy, các bác úp mì các bác ăn rất tiện dụng luôn, nhỏ gọn xinh xắn. Đó, hoặc là ví dụ như là mình có những cái đồ ăn các bác cần bảo quản mà muốn đậy vào cho nó đỡ những cái con các thứ là nó bô vào thì các bác lấy cái này, các bác đậy vào ok. Nói chung là đựng đồ ăn thức uống rất sạch sẽ, ok luôn. Rồi đó, úp mì nhá, úp mì rất là tiện luôn. 30 ngàn thôi. Bên vỏ ngoài, bên ngoài thì sẽ là nhựa AMS cao cấp, bên trong thì là inox 3 inch 4. Đấy, bóng sáng đẹp luôn, chất lượng. Đây là phần nắp vung này, ok luôn. 30k nhá, 30k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bát úp mì nhá. 30 ngàn một cái bát úp mì này. Con này dung tích chắc là khoảng tầm nửa lít nhá, khoảng tầm 500ml. Đấy, nửa lít, nó khá là to đấy. Thoải mái các bác xài luôn. Bát úp mì nhá, 30 ngàn một cái. Đấy, 30 ngàn một cái, đẹp chất lượng, chắc chắn lắm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái đèn D6. Một cái mã đèn mới bên em cũng vừa về xong. Báo giá bác luôn, 70 ngàn một cái đèn này. Giá siêu hạt rẻ luôn. Cứ lên mã nha, sẽ là đèn D6 hộp xanh nhá. Đèn D6 hộp xanh là 70 ngàn một cái đèn nha. Một cái đèn này thì sẽ gồm có là nó sẽ nguyên hộp nha các bác nhá. Nguyên hộp nha, rất chắc chắn, chất lượng, đóng gói rất ok. Sẽ gồm có là một thân đèn này. Đấy, một thân đèn. Đi kèm cho bác là một viên pin 18650. Đây. Đấy, để em lấy cho bác coi, một viên pin 650 này. Một thân đèn và có đi kèm cho bác là một cái cục sạc pin. Đấy, một cục sạc pin. Bình thường là các bác mua nguyên cái cục sạc pin ở ngoài thị trường ấy. Nếu một cái cục sạc một này thì giá nó cũng phải rơi khoảng tầm là đi 4-5 ngàn một cái cục sạc pin 18650 nha. Đấy, thì các bác mua cả bộ là cả sạc, cả pin, cả đèn luôn mà giá nó chỉ có là 70 ngàn thôi. Giá nó siêu hạt rẻ luôn. Bên em bán cho bác cái mức giá này thì các bác rất là dễ mua rồi. Đấy, đèn D6 nhá, lên mã nhá sẽ là đèn D6 hộp xanh. 70 ngàn một cái đèn D6 hộp xanh này. Đấy, đèn D6 nhá, đèn D6 hộp xanh là 70k. Đấy, thì về thì các bác sử dụng được, các bác tháo cho nắp đít ra này. Đấy, lắp cho em viên pin vào, cho cái đầu dương vào trước nhá, cho cái đầu dương này vào trước này. Đấy, cho đầu dương vào trước đó, sau đó các bác đậy nó vào đó, đậy nó vào và các bác xài, các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác nào mà thích cái sự nhỏ gọn tiện lợi, đấy các bác mua cho em cái con đèn này. Đấy, rất nhiều chế độ sáng luôn này, một này. Đấy, sáng nhất này, sáng vừa này, sáng vừa nữa này, sáng nháy cảnh báo SOS này. Đấy, rất ok luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá, và nó rất là nhỏ, nó chỉ vừa vào cái bàn tay nha. Đấy, nó rơi khoảng tầm là đi con này chắc nó rơi vào tầm chắc khoảng tầm 15 phân. Nó cũng khá là nhỏ gọn. Đấy, và nó có cả cái chế độ chỉnh pha nhá. Đấy, các bác muốn sáng nó tập trung, sáng nó xa thì các bác chụm cái pha này nó vào. Đấy, còn nếu các bác muốn mà sáng nó rộng ra, ánh sáng rộng ra thì các bác rút cái điều chỉnh cái phần khớp nối này. Đấy, nó có cái khớp nối này, các bác cứ kéo ra rút vào thì nó sẽ điều chỉnh nhá. Đấy, rộng ra sáng vào các bác điều chỉnh cho em cái pha này. Còn nếu mà mỗi lần các bác muốn sạc pin thì các bác tháo cho nắp này ra. Đấy, tháo cái nắp này ra, bác lắp pin vào đây. Đó, lắp cho em đúng đầu nhá, đầu dương và dương âm âm lên nó có biểu tượng này. Lắp đúng đầu vào, đấy nó sẽ báo đèn này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc nhau thôi. Đấy, nên là em bảo sao là, nên em vừa nãy em nói các bác là bảo sao là mua nguyên cái đèn này mà các bác mua nguyên cái sạc mà nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn nếu mà bình thường các bác mua ấy. Đấy, còn đây khi mà mua thì nó sẽ có kèm luôn bác cả sạc luôn, là nguyên cái sạc đã rơi vào tầm 40.000 rồi, tính ra 30.000 cái đèn này nó quá là rẻ ạ. Đấy, quá là rẻ luôn. Đấy, và
Đấy thì bên em bán cả bộ này là 70.000, là bao gồm là một thân đèn, một pin 18650 nhá, và một sạc pin 8650, thì một bộ này là 70.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh. Đó, 70k một bộ này. Và ngoài ra nếu mà các bác muốn mua thêm pin 18650 ấy, muốn mua thêm viên pin để các bác dự phòng cho cái đèn này, thì bên em đang bán cho bác một viên pin như này với mức giá là 20.000 một viên nhá, 20.000 một viên nếu mà các bác muốn mua thêm. Còn nếu mà trong này nó có sẵn pin rồi thì các bác dùng ít thì mình có thể dùng một viên lại được. Còn nếu mà các bác nào dùng nhiều muốn mua thêm thì bên em đang bán lẻ một viên pin dự phòng như này thì sẽ có giá là 20k nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái pin 18650. Đấy, để các bác mua về dự phòng cho cái đèn này thì là 20.000 một viên. Còn nếu mà mua nguyên đèn thì là 70.000. Và trong đèn là sẽ có sẵn pin rồi. Đấy là 70.000. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh 70.000, bao gồm là cả thân đèn, cả pin, cả sạc luôn là 70.000, chọn bộ luôn các bác nhá, chọn bộ luôn là 70k. Nói chung là bác nào thích cái sự nhỏ gọn này, tiện dụng này, mang đi du lịch này, đi công tác này, đi chơi này, sử dụng ở nhà này, hoặc là ví dụ các bác bảo vệ này, hoặc là các bác hay đi soi xét ví dụ những cái đồ cổ các thứ rồi ấy. Rồi là ví dụ xem đồ xem đạc giờ cần những cái con đèn nó nhỏ gọn đấy, các bạn để các bác soi những cái chỗ nhỏ nhỏ thôi đấy, các bác mua cho con đèn này rất là tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn. 70k nhá, đèn D6, hộp xanh 70k một bộ. Đây bên shop về một cái lô quạt rất là hay, đó là cái quạt quạt cóc tích điện nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quạt cóc tích điện, nó là dạng nhỏ nhỏ mini các bạn, nhưng mà rất mát nhá, rất mát. Đây em sẽ đo cho bác về kích thước này. Con này nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là mát nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 4 cánh, cánh bằng thép, lồng bằng thép luôn. Sử dụng pin sẽ là pin chân pin phổ thông, chân pin Makita nhá. Đấy, hàng 10 sao pin. Ngon này, chất lượng. Đây, chiều cao của nó sẽ là 32 này, phần đường kính lồng của nó sẽ rơi vào là 22 cm nhá, 22 cm. Đấy, cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng rất là mát luôn. Đấy, đây công tắc đây, các bác cứ bật lên là quạt chạy thôi. Đấy, quạt chạy cực kỳ mát luôn, cái tầm mát nó cũng rất là xa nhá. Đấy, tầm mát rất là xa. Em báo giá luôn này, 330.000 một chiếc quạt này, bao ship cho bác luôn, sẽ gồm có cho bác là một thân quạt này. Đấy, một thân quạt, đây là thân quạt này. Đấy, thân quạt sử dụng motor là motor 775 không chổi than nhá, rất bền êm. Cái dòng không chổi than này các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy, rất là bền mà nó chạy nó rất là êm và khỏe. Và thứ hai là pin các bác nhá, pin. Đấy, hàng pin to nhá, pin 10 cell luôn, rất chất lượng. Pin 10 cell thì dung lượng nó thoải mái, các bác xài khoảng tầm 5-6 tiếng liên tục thoải mái luôn. Đấy, rất ok. Đấy các bác lắp pin vào là xài thôi. Còn ví dụ như là nhà các bác nào mà có pin, mình có cái chân pin Makita về các bác xài luôn. Đấy, vì nó chân là chân pin phổ thông. Còn bên em bán là bán cả bộ nhá, các bác không bán lẻ nhá. Nếu mà với một cái mức giá mà 330.000 như này thì các bác thấy nó giá quá là tốt luôn. Vì bình thường ấy, các bác mua một quả pin ngoài thị trường ấy, một quả pin như thế này này, một quả pin như này này, các bác đã, nếu mà các bác mang đi đóng nó phải rơi khoảng tầm 500-600 rồi. Đấy, bên em về đây bác, cái quạt này giá nó rất là tốt luôn. Cả quạt cả pin mà nó chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Quạt thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Các bác nghe tiếng này, chạy phà luôn, mát lắm. Đấy, mát cực kỳ. Đấy, đi dùng trong trường hợp ví dụ như là mất điện, mất đóm này. Đấy, thì các bác có cái quạt các bác dự phòng này, quạt phe phẩy cho nó đỡ nóng này. Thứ hai là đi chơi, đi du lịch này. Đấy, đi cắm trại picnic này, mình mang theo. Nó rất là nhỏ gọn lắm nhá, rất là nhỏ gọn thôi, mình mang theo nó rất là ok. Đấy, mang theo mình có cái mang theo, mình phe phẩy cũng rất là mát. Có nhìn này. Đây, có nhìn này. Đấy, có thấy không? Quạt thổi phà luôn này. Đây. Đấy, quạt thổi phà luôn này. Đây. Đấy, rất ok luôn. Rất là tiện dụng nhá, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà khỏe quá. 330.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Đây này, em bật quạt cho bác coi này, đây này. Cái chỗ giấy kia nó bay phà luôn này, mà cũng khoảng cách rất là xa ra bên đấy không? Đấy, đây có thấy không? Đây em đang bật quạt đấy nhá. Đây, em đang bật quạt. Nó về khoảng cách từ cái chỗ em bật ra chỗ đấy khá là xa này. Ở đây không? Mà cái giấy nó bay phấp phới luôn này. Đây có nhìn này. Đấy, đây không? Cái giấy bay phấp phới luôn này. Đó, rất là ok nhá. Rất là mát luôn đấy. Đấy, nó cái tầm mát mát rộng mát sao nhá. Đấy, thì các bác biết là cái quạt nó khỏe nào rồi. Đó. 330.000 một cái nhá, bao ship tận nhà luôn. Quạt rất là mát luôn, rất ok luôn. Đó. Quạt tích điện nhá. Lên mã cho em xem cái quạt cóc tích điện nhá. Quạt cóc tích điện 330k một cái, đã bao gồm cả quạt cả pin luôn. Hôm nay về thêm cho bác một số cái sản phẩm về cho các bé về học tập này, rồi một số cái dụng cụ học tập văn phòng phẩm này. Đây, lên luôn cho bác đó là cái quyển sách tô màu 5.000 hình. Đấy, quyển sách tô màu 5.000 hình này.
Đấy, hàng rất là xịn sò. Hàng này thì bên em nhập lô hàng thanh lý của siêu thị Nhật nhá. Đây này. Đấy. Cái này thì bên trong nó toàn chữ Nhật đúng không ạ? Đấy, toàn chữ Nhật thôi. Đấy, toàn chữ Nhật. Chủ yếu thì về các bé chủ yếu là nhìn vào hình thôi. Đấy, nhìn hình thôi chứ còn nội dung cũng không quan trọng lắm vì cái này nó toàn hình mà. Đấy thì nó sẽ có tổng là 5.000 hình nhá. 5.000 nghìn hình khác nhau. Đấy, hình tất cả mọi những cái sự vật hiện tượng rồi là đồ vật đồ đạc các thứ rồi đấy trên thế gian này nó có cái gì là nó tập trung hết vào 5.000 hình cơ mà đấy 5.000 hình đấy 5.000 hình để về các bé tô màu nhé các bé tô màu và các bác yên tâm là bên em sẽ có gửi kèm thêm khi mà các bác mua thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái hộp bút màu nữa đấy, rất cẩn thận và chu đáo nhá đấy thì khi mà các bác mua một quyển sách như này thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái hộp bút màu để về các bé thì mình tô luôn. Đấy thì khi mua sẽ gồm có được là một quyển sách 5.000 hình như này. Đấy rất dày không nhá. Rất dày luôn. Hơn 300 cơ mà. Đấy gần 400 trang rồi này. Đấy 360 trang cơ mà. Đấy 360 trang tổng là 5.000 hình. Và đi kèm là một cái quyển bút màu tô nhà nữa. Các màu sắc nha. Đấy thì về các bé nhà mình là có cái xài luôn, có cái học tập sử dụng tô tiếc luôn. Thì một cái bộ này sẽ có giá là 50.000, lên mã cho em sẽ là quyển sách tô màu 5.000 hình, có đi kèm là một hộp bút màu nữa là 50k một quyển nhá. Đấy 50k một quyển sách nha. Đấy. Cứ lên mã cho em sẽ là sách tô màu nhá. Đấy sách tô màu 5.000 hình. Đấy, đi kèm là một hộp bút màu nữa là 50.000 nhá, 50.000 bộ này. Đấy các bác mua về cho các bé nhà mình học tập này, sáng tạo này, tô vẽ vẽ vời các thứ này. Đấy. Rất nhiều hình luôn, thoải mái cho các bé nhà mình tô luôn nhá. Đấy rất nhiều hình luôn. Đấy, hàng thanh lý siêu thị Nhật rất xịn sò còn mới nguyên nhá, còn mới nguyên luôn. Đấy còn mới nguyên luôn. Nói chung là thoải mái, chắc là tô cái này tô cả 5 giờ mới hết luôn. Đấy. Sách tô màu 5.000 hình nhá, đi kèm có hộp màu luôn là 50k một bộ nhá, 50k một bộ rồi. Vâng, tin chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mới, hàng bên em vừa về xong nhá. Rất nhiều những mã hàng mới luôn này. Đấy ví dụ như là có cái khay để trứng này, đấy, rồi là mũ chống nắng nhá. Đang bắt đầu vào mùa hè này, rất nhiều bác hỏi mũ chống nắng này. Dây khò ga nhá, rất là hay luôn. Đấy, tí sẽ view trực tiếp rồi là một số cái mã hàng bản lề chữ K bản lề chữ L này. Đấy, rồi rất nhiều mã hàng mới nhá. Đấy, thì các bác cùng đón xem video. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ với em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra và thanh toán nhá. Ưng cái mã sản phẩm nào thì cứ vui lòng điện trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại em đang gắn trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp nhé để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Trước khi đi vào cái những cái mã hàng mới thì đây, cái ổ gập ấy thì bữa trước em đang bán hết hàng thì hôm nay em thông báo là bên em tiếp tục lại về hàng nhá. Và vẫn giá cũ cho bác luôn. Đó là 20.000 một cái ổ gập nha. 20.000 một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập này. Đấy ổ gập. Ổ cắm gập nhá, 20k một cái. Con này thì hàng của thương hiệu Hinoki, đấy hàng của Việt Nam sản xuất nhưng mà nó là theo công nghệ Nhật nhá, rất là xịn luôn. Đây hàng nhìn hàng chân đồng rất là ok. Con này là các bác cắm vào một ổ nhưng mà nó chia ra được làm 3 nhá các bác nhá. 1 2 3, đặc biệt là những cái vị trí mà ở tường các thứ rồi. Đấy các bác bình thường là các bác để những cái ổ nó thò ra nó rất là vướng víu như đây, các bác gập nó lại. Đấy sau đó các bác chia ra làm 3 hoặc ví dụ những cái chỗ nào mà nó hiện tại là nó cắm full hết ổ rồi. Đấy nó không còn chỗ cắm nữa mà các bác muốn cắm thêm thiết bị. Đấy thì các bác mua cái ổ này về các bác cắm vào để nó được thêm những cái ổ khác để các bác cắm chia ra, cắm được nhiều thiết bị hơn nhá. Rất là hay. Nói chung cái ổ này bên em bán khá là nhiều rồi mà nó cũng rất là hữu ích dùng gia đình các thứ này. Đấy dùng thiết bị các thứ rồi các bác cắm nhiều muốn cắm nhiều ổ. Đấy thì mua cái này về các bác nhiều ổ những cái phát sinh ra. Bây giờ mà các bác đục cắt tường các thứ giờ thì nó rất là khó. Đấy các bác mua cái này về. Đấy mình cắm thêm vào để mình chia ổ ra để các bác cắm nhá. Đấy thì lại tiếp tục về hàng cái mã này. Lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập nhá. Đấy nó có thể gập đi gập lại được này. Đấy rất ok. Cắm vào một và chia ra được thành 3 nhá. Giá của nó sẽ là 20.000. Nhớ giúp em mã sẽ là ổ gập nhá. Ổ điện gập 20.000 một cái ổ điện gập, hàng của Honiki nhá. Đấy Honiki. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp đựng nhang muỗi này. Lên mã em sẽ cái hộp đựng nhang muỗi nhá. Đấy hộp đựng nhang muỗi đốt hương muỗi. Đấy, báo giá bác luôn là 30.000 một cái hộp này. Lên mã em sẽ cái hộp đốt hương muỗi. Đấy 30.000 một cái hộp này các nhá. Về bình thường là các bác hay xài những cái hương muỗi vòng ấy có thứ rồi ấy. Các bác hay dùng cái giá của nó hoặc các bác đốt vào những cái dụng cụ ấy. Thì ví dụ như thứ nhất là để nhiều khi là để những cái chỗ góc khuất mà ví dụ các bác hoặc là có người đi vào đấy hoặc là trẻ con đi vào đấy, chẳng may là chúng nó có đá vào đấy, thứ nhất là nó bắn tung tóe những cái tàn ra này, rồi là chẳng may là có dẫm vào đấy, rồi là nó ví dụ như là nó bị văng ra
nó gây cháy nổ. Đấy, gây cháy nổ nhà cửa rất là nguy hiểm. Đấy thì các bác mua trong cái bộ này về. Đấy thì nó sẽ có là một cái hộp đựng như này. Ở trong này thì nó sẽ có là một cái khay tròn như này. Đấy, và một cái giá trông nha. Đấy các bác để cái nhang mũi đây thì nó sẽ đỡ lên trên này, và các bác đốt là không sợ nó bị tắt này. Và một cái nắp đậy, các bác đậy này cho. Đấy, rất là kín, ok luôn. Và ở đây nó có những cái lỗ thì hương muỗi nó sẽ thoát lên. Đấy, cái hương muỗi, khói muỗi nó sẽ bay lên thoát lên qua những cái lỗ này nhá, rất là ok. Đấy, và lúc nào mà đầy tàn thì các bác mang là các bác đổ, thế là xong. Đậy rất là kín luôn. Đấy, mình để vào những cái chỗ không lo, ví dụ như trẻ con nó thứ là không lo đá vào này. Đấy, tàn tiếc các thứ là nó không bị bắn ra, không bị bẩn nhà này. Rồi thứ hai là những cái tàn lửa ra nó không và chạm vào những cái đồ vật dễ gây cháy nổ nha, gây nguy hiểm, rất là ok, an toàn sử dụng này, mà rất là thẩm mỹ và đẹp luôn. Đó, inox 34 nhá, rất xịn sò luôn. Nó chỉ có 30.000 thôi. Mua về sử dụng, các bác chuyên dùng để đốt nhang mũi nhá. Đấy, chuyên dùng để đốt nhang mũi vòng ấy. 30.000 một cái bộ này. Đấy, 30.000 mua về sử dụng cho em. Rất hay đây các bác cùng xem về sản phẩm này. Nhà bạn đỡ mũi hơn rất là nhiều. Từ khi mà mình sắm cái hộp đựng nhang mũi này về á thì phải nói là cực kỳ an toàn và tiện lợi luôn. Được cái là cái hộp nhang mũi này nó có nắp đậy nên là không có còn tình trạng dậm lên để văng những cái tàn ra ngoài nha. Đặc biệt là bên trong cái hộp nó còn có thêm được một cái miếng lưới để mà mình có thể đặt cái miếng nhang mũi cố định ở bên trong mà không có còn lo cái việc bị cháy đồ đạc nữa, và cũng không có còn lo khi dậm lên mà bị phỏng chân nữa ha. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới giỏ hàng cho các bạn nha. Chỉ có thiết kế về sản phẩm nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm 30k nhá, 30k một cái hộp mà đựng đốt nhang mũi này. Đấy, một cái hộp đựng đốt nhang mũi nhá, nên nãy sẽ cái hộp đựng đốt nhang mũi 30k một cái hộp nha. Đấy, 30k một cái bộ hộp nha, về các bác cứ đốt nhang mũi các bác để vào. Đấy, không lo nó bị văng tàn này, không lo trẻ con các thứ nó đá vào. Đấy, rồi ví dụ như là những cái tàn lửa thứ nó bay ra gây cháy nổ nguy hiểm nhá. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả luôn. 30k một bộ rất là hay. Đấy, nói chung là nhà bác nào hay xài hương mũi nên có cái bộ này nhá, dùng rất ok luôn. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã hàng rất là cần thiết cho cái mùa hè sắp tới này. Đấy, đó là cái sản phẩm mũ chống nắng có kèm cả khẩu trang nhá, và em báo giá luôn 50.000 một mũ thôi, 50.000. Con này thì vành mũ rất là to nên là khi mà các bác đội nó che được cái phần tầm nắng rất là nhiều luôn. Đấy, bình thường là các bác mua những cái mũ là nó cái tầm lưỡi, cái tầm vành mũ rất là nhỏ, che nắng được rất là ít, nhưng con này cái phần vành mũ rất là to. Đấy, che được nhiều nắng này. Đấy, rồi là chất liệu toàn bộ bằng vải kaki, dùng đội siêu mát luôn, có phần lưới lỗ thoáng khí này. Đấy, đội không bị dính tóc dính đầu nha các bác nhá, và chống tia UV tia cực tím cực tiết tốt, bên trong nó có một cái lớp lưới này. Đấy, các bác đội này không lo nó bị dính bết tóc vào, không lo gây nóng đầu, và có đi kèm rất là hay, thiết kế các bác một cái phần khẩu trang đi kèm nữa. Đấy, cái khẩu trang này các bác có thể tháo ra. Đấy, có thể tháo ra thì ở đây nó có cúc cài này, các bác dùng thì các bác cài nó vào, không dùng mình có thể tháo ra. Và có cả cái phần dây để các bác điều chỉnh cái phần cỡ đầu các bác nhá. Đấy, điều chỉnh cái phần cỡ đầu, đây là cái phần dây điều chỉnh cỡ đầu này. Đấy, và khi mà các bác đeo vào, ví dụ gió máy không lo nó bị bay mũ các nhá. Đó, thiết kế rất thông minh, vành mũ to, chất liệu vải kaki, chống nắng, đấy, chống tia UV cực tím, siêu mát luôn. À, và một cái rất là hay nữa là cái phần tà gáy của nó này. Đấy, khi mà các bác đội vào là cái phần tà gáy nó rất là hay, là nó thiết kế phần tà gáy nó xuống nó rất là sâu và dài. Đấy, để khi mà các bác đội nó che được cả cái phần tà gáy, cái phần gáy, phần lưng của bác nhá, che được cả phần gáy, phần lưng của bác luôn. Đấy, nên là nói chung là con này bảo vệ cơ quan đầu não là rất là tốt luôn. Đấy, chống nắng trong mùa hè rất tốt. Các bác nào đi câu đi kẹo này, đi làm ngoài trời này, công trình công trường, mua cho mỗi con này về. Đấy, 50.000 một cái thôi, che nắng, che nước các thứ giờ. Đấy, đỡ nắng, đỡ đau đầu thứ nhá, mũ chống nắng kèm khẩu trang 50.000 một cái bộ mũ này nhá, 50.000 một cái, rất là chắc chắn, ok. Đấy, đây có nhìn này, đường kim mũi chỉ may khâu rất cẩn thận luôn, chắc chắn đẹp chất lượng nha. 50k một cái, vừa đội vừa thời trang vừa đẹp luôn. Đấy, các bác cùng xem người mẫu người ta đội này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đội là kín luôn, cả đằng trước đằng sau kín hết luôn nha các bác nhìn này. Đấy, đi câu đi kẹo là quá ok luôn. Đây, kín hết đằng trước đằng sau luôn các bác nhá, kín hết đằng trước đằng sau luôn, và có cả những cái lỗ lưới để làm tản nhiệt mấy. Đấy, lúc nào dùng các bác bỏ ra, không dùng thì mình dùng thì các bác cho cái khẩu trang này vào. Rất ok luôn này, có nhìn này. Đó, thấy không? Rất là ngon lành luôn. Và đặc biệt là cái phần gáy, cái phần sau gáy nha các bác nhìn này, cái phần sau gáy nó che được rất là kín luôn, che được cả đến vai các bác luôn. Đấy, nên các bác không lo nó bị nóng đầu nhá. Đó, rồi. Mũ chống nắng kèm khẩu trang, 50k một cái mũ này, 50k một cái. Giá rất bình dân mà rất là hay. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ bản lề không khuyết lỗ này. Đấy, bản lề giảm chấn nhá. Các bác cứ lên mạng em xem cái bản lề giảm chấn hoặc là bản lề không khuyết lỗ được. Giá của nó thì bên em sẽ bán một lúc là một đôi. Đấy, một đôi là sẽ gồm có hai cái nha,
giá của nó sẽ là 30.000 một đôi thôi. Đấy, 30.000 một cái đôi bản lề hai cái nha các bác nhá. Đấy, hai cái bản lề giảm chấn nhá, không khoét lỗ nhá. Cái con này về các bác không cần khoét lỗ, bình thường là những cái dòng bản lề truyền thống ấy, là các bác mua về xài là các bác muốn lắp đặt ấy, là các bác có phải khoét lỗ ra. Đấy, thứ nhất là mất công, và thứ hai là khoét lỗ lâu ngày là nó mọt miếc thứ mối mọt này. Đấy, gây ảnh hưởng đến phần nội thất các thứ, phần đồ gỗ thứ nhá. Đấy thì các bác mua này về không cần phải khoét lỗ nước gì, về các bác chỉ việc bắt vít vào sau đó các bác xài thôi. Mà cái con này là nó có cái chế độ chức năng là giảm chấn, tức là nó đóng từ từ. Nó bình thường là các bác những cái bản lề kia nó đóng sầm cái, là ví dụ như những cái cửa kính thứ là nó, thứ nhất là nó rung chấn nó gây vỡ kính này, rồi là nó làm tiếng kêu tiếng đập, nó gây nó nói chung là nó hơi bị mất cái sự gì đi, thì các bác mua cái này về. Đấy thì các bác nó thứ nhất là giảm chấn, mà thứ hai là không phải khoét lỗ. Đấy, nói chung là toàn ưu điểm thôi. Bản lề giảm chấn nhá, các bác cứ lên mãi nhá, sẽ là bản lề giảm chấn không cần khoét lỗ nhá. Về chỉ việc bắt vít vào là xài. Hai cái nhá, bên em sẽ bán ở combo là một lúc là hai cái, là một đôi nha là 30.000. Đấy, về các bác lắp vào những phần cửa tủ bếp này, rồi là cánh cánh tủ này. Đấy, cánh tủ quần áo, rồi là cánh tủ kệ tivi thứ gì đấy, những cái phần cánh tủ dạng nhỏ nhỏ là rất ok. Đấy, tủ bếp, tủ quần áo các thứ gì, những cái tủ nhỏ nhỏ ra là rất ok luôn. Bản lề giảm chấn không khuyết lỗ nhá, bán một lúc là một đôi là hai cái, 30.000 một đôi nha. Đấy, 30.000 một đôi hai cái không nhá, bản lề giảm chấn không khuyết lỗ. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, đây các bác cùng coi này. Với xu hướng phát triển như hiện nay thì những dòng bản lề không khuyết lỗ luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu, bởi những ưu điểm vượt trội mà những dòng bản lề khác không làm được. Thao tác sử dụng thì đơn giản, anh chị chỉ cần căn chỉnh chuẩn rồi siết ốc vít lại là xong. Đóng mở nhẹ nhàng và êm ái, không gây tiếng ồn, vừa thẩm mỹ vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ nên độ bền bỉ anh chị khỏi phải lo nghĩ. Hiện tại chúng tôi đang có nhiều chương đấy, trình thế về sản phẩm nữa nhá. Đấy, rất là nhiều chức năng luôn. Như hiện nay thỉnh thoảng lỡ tay đóng cái cửa mà giật hết cả mình các bác ạ. Em mà biết cái bản lề giảm chấn này sớm hơn thì em đưa ngay cho mấy bác làm tủ cho em rồi. Công nhận bây giờ mấy bác kỹ thuật hay thật, cái bản lề này không cần khoan đục lỗ gì cả, bác có mấy cái vít là xong mà, nó đóng cửa êm gì đâu. Mấy bác làm tủ thì mua ngay về lắp đi nhé, em đảm bảo là khách nào cũng yêu luôn đấy. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đấy thì bên em sẽ bán theo một lúc là một đôi nhá, một đôi là hai cái, giá của nó sẽ là 30.000. Lên mã em sẽ cái bản lề giảm chấn nhá, bản lề giảm chấn không khoét lỗ nhá, hai cái 30.000, là tức là một đôi đấy, hai cái 30.000. Ga có dây này, đấy, lên mã em sẽ cái bộ khóa ga có dây nhá. Cái này thì chuyên dùng cho những cái bình ga cỡ lớn đấy. Bình thường là các bác hay xài những cái bình ga mini, bình ga nhỏ đấy, nhưng mà nhiều khi các bác dùng xài nhiều đấy, các bác muốn chơi luôn cái bình ga mini thì các bác mua trong cái bộ này về, chơi luôn cái bình ga to, bình ga mình dùng gia đình bếp ga to ấy, đấy thì các bác mua trong bộ này nhá. 140.000 một cái bộ này. Một cái bộ này sẽ gồm có là một cái đầu để các bác gắn trực tiếp vào cái bình ga này. Đấy, gắn trực tiếp vào cái bình ga ấy, cái bình ga to ấy, bình ga các bác xài bếp ga đấy, bình ga to, bình ga lớn đấy. Và dây này nó khá là dài, để đo cho bác xem mấy mét này. Cái dây này em vừa đo là nó rơi vào là 2m4 nhá, khá là dài đấy, dây 2m4 luôn, dây dài 2m4. Đấy, phần đầu này, đấy, cố định đầy đủ hết rồi. Rồi là phần tay cầm này, tay cầm thì có một cái khò ga bằng đồng nhá. Đấy, có cái phần điều chỉnh cỡ ga này, đấy, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, đây phần đầu khò này của nó bằng đồng luôn nhá các bác nhá. Đấy, và đây là cái phần tay cầm. Đấy, tay cầm nó thiết kế là cái này là cái như kiểu là cái tay của cái tay ga xe máy ấy. Đấy, rất hay. Đấy, về các bác dùng này, các bác dùng nhiều. Đấy, bình thường là các bác hay dùng cái bình ga mini, bình ga mini thì đôi khi là nó ít, các bác dùng cứ phải hay phải thay chiếc các thứ là nó dùng không đủ, thì các bác mua cho em cái này về để các bác gắn trực tiếp vào cái bình ga nhà mình hay xài, bình ga ở bếp ga ấy. Đấy, mua con này là quá ok luôn. 140.000 một cái bộ này nhá. Dây của nó dài là 2m4, dây là dây dẻo dây mềm nhá, dây dẻo dây xịn luôn đấy, chứ không phải dạng dây cứng đâu. Đấy thì một bộ nó như này là 140.000. Đấy thì một khò này, rồi là đầu kết nối với lại bình ga các thứ ok luôn. Đấy, về các bác xài và sử dụng cho em nhá, rất là ngon lành cả nhà luôn. Giá sẽ là 140k, lên mã giúp cho em sẽ là cái khò ga nó có dây nhá, dành cho, nhớ cho em là dành cho cái bình ga to nhá, dành cho cái bình ga to là 140.000 một cái khò ga có dây nhá. Đấy, 140k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay để trứng này, cái khay để quả trứng nhá. Em báo giá luôn là 50.000 một cái khay này. Cái khay này rất là hay luôn. Các bác để trứng vào đây nhá. Thứ nhất là nó tiết kiệm không gian. Đấy, đặc biệt là cái trứng các bác để lâu bên ngoài thì không được, các bác để vào tủ lạnh.
mà để trong tủ lạnh thì lại rất là hay bị chật chỗ mà không để được những thứ khác. Đấy thì các bác mua trong cái khay này về rất hay luôn. Đấy thì về các bác cứ xếp trứng vào đây thì nó sẽ cứ lăn xuống này, lăn từ tầng này xuống tầng khác, lăn đấy các, và nó sẽ cái lối lấy của nó lấy đây thì các bác cứ lấy đến đâu là sẽ tụt trứng lên đấy, lấy đâu sẽ tụt trứng lên đấy nhá. Thì nó có cái thiết kế cho cái độ dốc này. Đấy, theo cái độ dốc thì nó sẽ có tụt trứng xuống. Đấy, nó cứ tụt dần xuống đến lúc nào hết thì thôi. Hết thì các bác lại bổ sung các bác bỏ lên trên nhà. Đấy, rất là tiết kiệm không gian luôn. Đấy, một cái khay này các bác để được khoảng tầm 2 4 6 6 6 quả 3 tầng, các bác để được khoảng tầm 20 quả cho một cái khay này. Khá là nhiều luôn đấy. Đấy, 20 quả trứng luôn. Mà giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước thông số này. Con này cái phần chiều dài của nó rơi vào là đi 31 này. Cái phần chiều cao của nó rơi vào là 19 này, con này 19, chiều cao là 19, chiều dài là 31 nhá. Và cái phần bán rộng của nó rơi vào là 6,5 cm. Đấy, khá là vừa để các bác để trong tủ lạnh nhá. Tiết kiệm không gian, tiết kiệm diện tích, đỡ bị vỡ đập, các bác để trong những cái chỗ kia nó lăn và vỡ đập rất là dễ vỡ nhá. Đấy các bác mua cái khay về, đấy bằng nhựa ABS cao cấp rất là xịn sò, rất là thông minh luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên mã em sẽ là cái khay để quả trứng nhá. 50.000 một cái khay này. Đây các bác cùng xem thực tế cái về cái sản phẩm này. Đây này. Khay đựng trứng này sẽ giúp cho cái tủ lạnh nhà bạn gọn gàng hơn, và đặc biệt là khi lấy trứng ra cũng rất là dễ. 15 trứng nhặt hộp này thì nó rất là tiện, các bạn bỏ trứng vô, lấy cái nào ra thì nó tự lăn xuống đúng ngay chỗ đó cho các bạn lấy tiếp, rất là tiện. Mà để trong tủ lạnh á, theo cái chiều dọc này nè, nó rất là gọn ha, không có phải giống như mấy cái hộp mà dạng chiều ngang, rất là tiết kiệm diện tích luôn. Mà nhà bạn nào mà muốn ăn nhiều quá thì có thể là mua 2 vỉ. Cái giá 3 tầng này để lưu trữ trứng là thực sự rất tốt để sử dụng. Một cái hẹp sẽ không lãng phí không gian của tủ lạnh, một cái có thể đặt 30 của trứng. Chất lượng và tay nghề của kệ này đều rất tốt, đặt ở bên cạnh tủ lạnh, mỗi lần lấy trứng trên đó sẽ lăn xuống. Cái đấy, giá 3 tầng này mỗi lần mà các bác lấy trứng ra là nó cứ thế nó lăn thôi. Sau đó các bác để lên cái khay trên cái khay trên cùng này. Đấy, các bác để lên trên cùng thì nó có thể là nó lăn xuống, các bác lấy đâu là nó sẽ lăn xuống đấy nhá. Lấy đâu lăn đấy, nghĩa là trứng mới trứng cũ là nó sẽ lần lượt luôn. Mình ăn những cái trứng cũ trước, còn cái trứng mới là nó sẽ lăn xuống lần lượt lượt, rất là hay. Đấy, thiết kế rất là thông minh luôn. 50k một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái khay để quả trứng 50.000 một cái nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên về một cái mã hàng rất là thông minh, đó là cái bản lề gập chữ L nhá. Em báo giá luôn 100.000 một cái bộ này. Đấy, bản lề gập chữ L 100.000 một cái bộ, bản lề gập chữ L này. Đấy, 100k một cái bộ này sẽ gồm có hai cái nhá. Đấy, hai cái như này. Đấy thì bình thường là nó sẽ gấp gọn vào được như này. Đấy, gấp gọn vào và lúc nào các bác mở ra thì nó sẽ thành chữ L này, thì gọi là hay gọi là cái bản lề gập chữ L. Đấy, bản lề gập chữ L nhá. Đấy, nó thành chữ L này. Đấy, thì các bác muốn gập vào các bác ấn cái này cho em. Các bác kéo xuống, đấy, gấp gọn vào. Lúc nào các bác muốn mở các bác lấy cái này ra. Đấy, thế là xong. Đấy, thì về các bác bắn trực tiếp bên tường nhá. Bắn trực tiếp bên tường này. Đấy, lúc nào các bác muốn gập xuống, muốn gập đây để chung lên nét, muốn gập xuống các bác khép tay đây, ấn nó xuống là các bác sẽ gập vào. Còn lúc nào các bác muốn mở, các bác cầm, các bác nâng lên, đó nó sẽ khớp vào rất chắc chắn luôn. Đấy, thiết kế toàn bộ bằng thép không gì nhá, đinh tán các thứ thiết kế rất chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Nó là dòng thép dày nhá. Đấy, dòng thép dày luôn này. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn. Cái này thì 100.000 bộ thôi. Một bộ này là hai cái. Đấy, các bác thiết kế ví dụ như là thiết kế một cái kệ, phát sinh thêm một cái kệ các bác để lên, và nhiều khi là các bác muốn gập cho nó gọn vào đỡ vướng. Đấy thì các bác có thể gập gọn vào, còn lúc nào dùng các bác mở nó lên. Đấy, thế là xong, rất là ok luôn, rất là hay. Và đi kèm nó sẽ có cả ốc vít cho bác luôn này. Đấy, đi kèm có cả ốc vít đầy đủ cho bác về, các bác bắt vào tường các thứ này. Đấy, kiếm thêm một tấm gỗ nữa các bác bắt lên, sau đó là các bác xài cái này, các bác bắt lên rất là ok luôn. Đấy, đầy đủ một bộ cả ốc vít với lại hai cái bản lề gập chữ L nữa là 100.000 bộ nhá. 100.000 bộ thôi, giá rất bình dân, nói chung rất là thông minh nhá. Về các bác xài rất là ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, khi nhà bạn quá chật mà cần kê thêm một chiếc bàn thì đây chính là giải pháp cho bạn, một chiếc bàn lề gấp gọn treo tường thông minh. Cách lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần cố định hai mặt của nó vào tường và tấm gỗ, sử dụng dễ dàng và tiết kiệm không gian. Khả năng chịu tải lớn lên đến 80 kg, và bạn chỉ cần gập nó xuống khi không sử dụng nữa. Bạn có thể dùng làm bàn học cho bọn nhỏ hoặc bàn để đồ cũng rất tiện lợi nhé. Khi nhà bạn đấy, quá chật mà về sản phẩm nhá. Với cái món này thì bạn có ngay một cái kệ hay một cái bàn gập treo tường để mình có chỗ đặt để các vật dụng cần thiết mà không tốn quá nhiều không gian diện tích của ngôi nhà. Lắp ráp nó cũng đơn giản, chỉ cần kết hợp với một tấm gỗ, dùng ốc vít cố định nó vào tường là được. Mở và gập lại khá là dễ dàng. Một cặp bản lề có khả năng chịu lực tận 80 kg, có nhiều size kích thước cho các bạn lựa chọn. Mình có để trong giỏ hàng á, bạn nào cần thì có thể mua về dùng nha.
Với cái thế về sản phẩm nhá. Với cái món này thì bạn có ngay một cái kệ hay một cái bàn gập treo tường để mình có chỗ đặt để các vật dụng cần thiết mà không tốn quá nhiều không gian diện tích của ngôi nhà. Lắp ráp nó cũng đơn giản, chỉ cần kết hợp với một tấm gỗ, dùng ốc vít cố định nó vào tường là được. Đấy, các bác dùng một cái tấm gỗ quắt nó vào, sau đó bắt bắt cái này vào tường. Lúc nào dùng thì các bác mở nó ra, lúc nào không dùng các bác gập nó lại. Đấy, có thấy không? Gập nó lại nó rất là tiết kiệm không gian diện tích nhá. Đấy, rất là thông minh. Nói chung lúc nào dùng là mở ra, lúc nào không dùng các bác gập vào. Đấy, nhìn rất là gọn gàng, ok. Nó có chức năng là mở ra gập vào và bắt cố định vào tường. Đấy, kiếm một cái tấm gỗ các bác để bắt vào nữa rất ok. 100.000 bộ thôi. Rất là thông minh luôn. Đây em sẽ đo các bác về kích thước sản phẩm này. Đây em sẽ đo cho bác về phần kích thước nhá. Đấy, cái phần phía bắt vào tường thì cái phần kích thước này chiều dài của nó sẽ rơi vào là đi 16 cm này. Đấy, và cái phần mà cái bệ để các bác bắt cái miếng gỗ vào thì cái chiều dài của nó sẽ vào là 30 cm nhá. Đấy, 30 cm. Đấy, nó khá là to luôn đấy. Các bác bắt được miếng gỗ khoảng tầm to hơn một chút, khoảng tầm 40-50 là cũng thoải mái rồi. Đấy, các bác bắt dư ra một chút cũng được, không vấn đề gì đâu. Vì cái tấm này nó cũng khá là dài, mình bắt dư ra một chút cũng được mà. Đấy, vì chiều dài nó là 30 rồi. Đấy, còn cái phía nó bắt vào tường thì là 16 nhá, 16. Đấy, và các bác dùng thì các bác lại gấp gọn vào nha. Rất gọn gàng, ok luôn. Đấy, rất trơn tru nhá. Ở đây thì nó đã có khoan sẵn những cái lỗ này. Về các bác chỉ việc là định vị những cái lỗ này các bác bắt vào, thế là xong, xà thôi, ok thôi. Dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. 100.000, giá quá hạt rẻ luôn mà đi kèm có cả ốc vít cho bác về các bác lắp đặt luôn. Đấy, 100.000 bộ nhá. Bản lề gặp chữ L. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái vỉ 20 kết nẹp dây điện này, báo giá bác luôn là 20.000 một cái vỉ này. Đấy, gồm 20 cái luôn và đi kèm là nó có cả cái miếng dán nhá các nhá. Đấy, thì cái này rất là hay. Đây, bóc cho bác một vỉ này. Đấy, một vỉ là 20 cái và có đi kèm miếng dán nhá. Đó, cái này nó có cả hướng dẫn sử dụng luôn này. Đây, nó là cái miếng dán để các bác về các bác nẹp những cái dây điện. Bình thường là những cái dây điện các bác để không nó rất là lòng thòng. Đấy, rồi nó xấu, mất mỹ quan. Đấy, nhìn nó hơi rắc rối, các bác mua trong cái vỉ như vậy thì nó sẽ là một cái chi tiết để các bác nẹp dây. Đấy, các bác cho cái dây điện vào đây, các bác nẹp nó vào đây. Đấy, ví dụ cái dây điện này, các bác nẹp nó vào này. Đấy, các bác ấn nó vào như này nhá. Đó, sau đó các bác nẹp nó vào nó rất là gọn gàng, ok luôn. Đấy, bình thường dây điện nó lòng thòng này. Đấy, các bác nẹp nó vào, sau đó là các bác lấy cái miếng dính ở đây, nó có kèm cái miếng dính này. Đấy, đây nó có kèm từng miếng dính một này. Bóc cái miếng dính nhá cho em. Đấy, sau đó các bác dính trực tiếp vào cái đế này và các bác dính vào tường nhá. Đấy, thì trước khi các bác xài thì nó hướng dẫn này, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ các bác cần dính cái miếng đi. Đấy, bóc cái lớp bằng dính ra, các bác dính vào đây và các bác dính cố định vào tường. Đấy, ví dụ là những cái thiết bị dây, ví dụ như là dây ở tivi cái thứ này. Đấy, dây nó lòng ngoằng. Đấy, các bác muốn cho nó gọn gàng, ok vào, các bác mua cho một cái vỉ này về 20 cái liền các nhá, chứ không phải là một cái đâu, 20 cái luôn. Đấy, và các bác có thể dễ dàng tháo ra nhá. Đấy, dễ dàng các bác tháo ra này. Đấy, và sau đó các bác lại có thể là mình có thể là thay được cả dây khác luôn, rất hay luôn. Đấy, thiết kế rất là ok. Đây, đấy, tháo dây ra ok luôn các nhá. Đấy, và các bác sử dụng cho dây khác được luôn, ok luôn. Đấy. À, đi kèm có cả một cái miếng dán, những cái miếng dán nha. Đấy, nó sẽ vừa khít này luôn. Đây, đấy, miếng dán này là ok. Một vỉ là 20 cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái vỉ 20 cái nẹp dây điện nhá. 20.000 một vỉ này. Đấy, 20.000 một vỉ, rất thiết kế, rất thông minh luôn. Đấy, 20.000 vỉ. Hàng nó xuất đi rất nhiều thị trường Mỹ, Anh, Đức, Italy này. Đấy, xuất đi rất nhiều thị trường luôn, rất ok. 20k nhá, 20k. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm, cái sản phẩm này các bác cùng coi. Đây. À, không cần khoan lỗ, tôi ước gì tôi biết có một thiết bị ngoài tuyến cho phép dẫn dây vào tường mà không cần khoan lỗ. Tôi sẽ không có quá nhiều đinh trên tường nhà mình. Nó không chỉ trông khó coi mà còn làm hỏng gạch. Bây giờ tôi đang sử dụng thiết bị ngoại tuyến tự dính này. Chỉ cần dán nó lên tường, chỉ cần kéo nó và cài đặt trong một giây, không làm hỏng tường. Không chỉ hệ thống dây điện đẹp và các mũi khâu sẽ không còn bị thắt nút và rối nữa. Đặc biệt thích hợp cho những người có cáp ở nhà. Đấy, còn đây không? Thiết kế rất là thông minh nhá. Đấy, thì về các bác cứ dán này lên, sau đó các bác cho cái dây điện nó nẹp vào đây. Nhìn rất gọn gàng, nhìn đẹp nhá. Đấy. Bình thường các bác có phải dùng đinh cái thứ rồi các bác cố định vào. Đấy, gây hỏng tường cái thứ này. Mua cái này về các bác bóc cái lớp băng dính nhá, dính vào tường. Đấy, sau đó các bác cài dây vào, vừa gọn gàng vừa đẹp mà ok luôn. Đấy. Một vỉ là 20 cái, nó chỉ có 20.000 thôi. Một vỉ 20 cái, 20.000, tính ra vào có 1.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân. 20 cái nẹp dây điện nhá. Lên mã em sẽ là vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá. 20.000 một vỉ nhá, 20 cái. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên với bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái móc áo cua đơn. Các bác cứ lên mã nha, cái móc áo cua đơn bên em sẽ bán nó combo một lần là 10 chiếc một nhá. Đấy, bán nó combo bán một lần 10 chiếc một này, giá thì siêu hạt rẻ luôn, 30.000 cho một combo 10 cái, tính ra là vào có 3.000 một cái thôi. Đây, 2 này 2 4 6 này 7 này 8 này
9, 10. Đây, một lần là 10 cái này nhá. Về các bác xài móc vào quần áo này, móc đồ thứ rất ok đây. Đấy, kẹp rất chắc luôn, kẹp siêu chắc nhá. Đây cái phần móc để các bác móc treo lên tủ đồ, tủ quần áo rất là gọn gàng ok. Và các bác có thể móc móc đây, móc này. Móc treo nó nối tiếp với nhau luôn. Đây. Đấy, rất ok luôn, rất hay nhá, thiết kế rất là thông minh. Nó chỉ có một cái còn gọn thôi nhưng mà rất là hay, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy thì sẽ bán ở combo là 10 cái một nha. Đấy, 10 cái một này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái móc áo cô đơn. Đó, móc áo cô đơn. Bán ở combo là 10 cái một nhá. Đây, móc áo cô đơn này. Combo là 10 cái một, giá sẽ là đi 30.000 cho một combo 10 cái nhá. 30.000 cho một combo là 10 cái nhá. Đấy, về các bác xài sử dụng rất hay đây. Em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm để các bác biết về cái công dụng của sản phẩm như nào. Đây các bác cùng coi này. Nếu tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gắt đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỉ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa. Cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, khi mà các bác kẹp vào quần áo lên nó rất là ok luôn. Rất là dễ tìm, dễ kiếm này. Rồi là các bác có thể móc đồ vật, đồ ăn các thứ lên đấy được luôn. Rất tiện dụng các bác treo lên nhá. Đó, rất là hay. Nói chung là giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng rất ok đấy. Dùng hai năm cái này em bán cực kỳ nhiều, bán chắc phải đến khoảng tầm mấy trăm nghìn chiếc, mấy trăm nghìn combo này, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Vì giá nó bình dân, rẻ, chỉ có 30.000 thôi mà 10 chiếc này, về nó móc được khá là nhiều đồ luôn. Đó. À, combo 10 móc áo cô đơn nhá, 30.000 một combo nha. Đây, thời tiết nóng nào quay cũng phải sẵn cái quạt 12V này, rất mát quá nhá. Đấy, phải mọi người mát cực kỳ luôn. Ở đây, rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái đèn quay. Đấy, đèn quay nhá, đèn quay nhiều màu rất ok. Về các bác trang trí này, rồi các bác trưng bày, rồi là các bác thắt lên phòng lên nhà nhìn rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái đèn quay nhiều màu. Đấy, đèn quay nhiều màu nhá, giá sẽ là đi 40.000 thôi, chỉ có 40.000 một cái đèn quay nhiều màu này, cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Thì khi mà đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đu đèn như này nữa. Đấy, về các bác xoáy với đu đèn này, xoáy trực tiếp với đu đèn này cho. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện 220. Ở cái đuôi này rất hay là nó có thiết kế một cái công tắc bật tắt rất tiện đây. Đấy, cắm thì các bác cứ cắm vào nguồn, có lúc nào xài các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho. Em cắm cho coi nhá. Cắm trực tiếp điện 220 này. Đấy, bật lên này, thấy không? Quay như kiểu là ba sàn luôn nhá. Ánh sáng rất là rõ ràng. Cứ quay tròn này thôi, cứ quay tròn này. Đấy, tạo hiệu ứng màu sắc nhìn rất là đẹp luôn nhá. Ở đây. Thấy không? Quá ok này. Đấy, các bác về cắm trực tiếp điện 220 xài. Trên này có công tắc nhá, mình dùng các bác bật lên, không dùng tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đó đây, cứ quay tròn thôi và nó chiếu lên trần, lên chiếc các thứ này, chiếu vào trong nhà nhìn cái màu sắc ánh sáng thì rất đẹp luôn. Đó, 40.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn quay cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Giá đang gửi bác là 40.000 một cái đèn quay nhá, 40.000 một cái, đi kèm sẽ có cả đu đèn các thứ đầy đủ luôn. Về các bác cắm là xài thôi. 40.000 một cái đèn quay nhá, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng này. Đấy, cái này thì về xài rất là hay luôn, báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng, giá của bộ này sẽ là đi em bao tiền nhỉ, tiền nhỉ, 70.000 bộ nhá, 70.000. Đấy, 70k bộ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân mà nói chung là rất là cần thiết cho mỗi gia đình. Đấy, rồi các bác nào hay xài di chuyển đồ đạc, tủ lạnh, tivi, rồi là máy giặt, rồi là giường chiếu các thứ rồi. Bình thường là các bác có phải nhờ người thứ là nó rất vất vả, như đây mua cho một cái bộ này về các bác không cần phải nhờ người luôn. Đấy, thì một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay đòn bẩy này và đi kèm là bốn cái chân. Đấy, 4 cái chân và những cái chân này nó có bánh xe nên khi mà các bác có để đun đi đun lại rất ok. Đấy, mắc chịu tải của nó lên đến là 150 kg này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng Việt Nam, nói chung là người Việt dùng hàng Việt. Đấy, ủng hộ hàng Việt nhá, thiết kế rất thông minh. Đây là một cái tay đòn bẩy này, tay đòn bẩy, cái tay nó có bánh xe rồi các bác hút cái tay đòn bẩy và cái đồ các bác cần nâng lên. Các bác khi mà các bác nâng lên rồi thì các bác sẽ cho em cái này vào. Đấy, nó gọi là cái đế này. Đấy, và cái đế này nó có những cái bánh xe này, nó sẽ quay nhá. Đấy, quay đi quay lại rất hay luôn. Đấy, rất ok. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là bốn cái đế nha. Đây. Bốn cái đế nha.
bốn cái đế chân bằng nhựa ABS cao cấp nhá, và một cái tay đòn bẩy bằng kim loại luôn, rất chắc chắn nhá. Cái này thanh này của nó cái thanh sắt đặc luôn này, thanh sắt đặc này, thanh này phải phi 10, siêu chắc siêu khỏe luôn. Đấy, bánh xe các bác sụp vào đẩy nhá, thế xong. Đây một chọn bộ này là 70.000 nhá, là 70.000 một bộ nhau nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k một bộ nhá, 70k một bộ. Đây các bác cùng coi video về sản phẩm này. Đây. Làm sao để di chuyển đồ vật nặng trở nên nhẹ nhàng hơn và ít thiệt hại hơn. Hôm nay thì gợi ý cho bạn đó là sử dụng bộ kit nâng vật nặng 5PC. Dụng cụ di chuyển đồ được thiết kế dễ dàng sử dụng và rất tiện lợi, làm giảm nguy cơ các đồ vật bị lật hoặc va chạm với những bức tường và ủng tắc cửa, giảm tốn kém thiệt hại tài sản. Thích hợp để di chuyển tất cả các loại đồ vật lớn nhỏ như nệm, TV màn hình phẳng, tủ quần áo, tủ lạnh vân vân. Là làm sao đấy, rất tiện dụng nhau coi nhá, dùng rất hay luôn. Dụng cụ hỗ trợ nâng và di chuyển đồ vật nặng tiện lợi dành cho gia đình nhà bạn. Đấy, bình thường là các bác mình nhờ người nọ người kia khênh cùng, như đây rất là nhàn thôi. Đấy, kê vào đẩy bẩy nó lên, sau đó các bác đút xem cái bộ bánh xe vào bốn bánh bốn góc đấy, các bác cho vào và các bác đẩy lên, thế là xong, rất là hay luôn. Đó, đi kèm là có cả cái dụng cụ đòn bẩy nữa và bốn cái đế nha, để các bác cho lên và các bác ấy. Đó, đây nó có bánh xe này quay này, đấy, bánh xe cứ thế nó quay, di chuyển nó quay thôi. 70k bộ nhá, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k, hàng Việt Nam nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió Singapore này, nhiều bác hỏi quá này, thì đây tiếp tục hàng lại về nhá. Lên mã em sẽ cái lọ dầu gió hàng của Singapore, made in Singapore. Đấy, một chai này là 24ml nhá, rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này thì hàng cam kết bác là hàng chính hãng chuẩn 100%. Đấy, các bác mà phát hiện hàng giả hàng nhái bên em đền bác 200 lần tiền luôn. Đấy, chắc chắn cái này em bán siêu nhiều rồi, mà hàng thì khi thảm mới có về, không về được nhiều đâu bạn, vì hàng này là hàng sách tay chứ không phải hàng ấy. Đây đó, đây hàng này xuất cho thị trường của Mỹ này, LAUSA này, mùi thơm nóng quá nhá, mùi thơm nóng và chất lượng. Hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp, hàng hệ hai nắp. Hàng hệ hai nắp thì hàng là chống chỉ định cho chị em sử dụng nhá. Đấy, ví dụ như là chị em chẳng may chúng nó có cầm vào chúng nó không thể mở được nhá, vì hàng hai nắp nó là hàng an toàn. Các bác muốn mở có ấn cho em, ấn mạnh vào. Đấy, sau đó các bác xoáy nó ra. Đấy, và khi mà các bác muốn lắp nó vào thì các bác lại ấn nhá. Đấy, lắp vào các bác xoáy sau các bác ấn. Đấy, nó sẽ lại khớp vào, ok. Đây, hàng tem mác ngon này. Mùi rất là thơm nhá. Đấy, mùi thơm, nóng nhá. Nói chung là hàng chuẩn dầu gió. Chuẩn dầu gió của Singapore nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, bán siêu nhiều luôn. Mà thậm chí là lâu lâu mới lại có hàng về thôi chứ không về liên tục đâu. Đấy, lên mã nhá, em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore nhá. Một chai này là giá sẽ là 50.000 một chai. Lên mã em sẽ là chai dầu gió Singapore 50k một chai. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đau xương khớp, đau người ngậm rồi cảm ốm, hắt hơi, sổ mũi rồi các bác bị côn trùng đốt. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều công dụng khác nhau nhá. 50k một cái chai dầu gió Singapore này. Hàng một chai này là 24ml. Đây con nhìn cái tem bóng bảy màu nó này, lên các bác biết ngay này hàng chuẩn hay không này. Đấy, thấy không? Đấy, tem bóng bảy màu này lên, nó nói chung là nhìn cái lọ chính hãng nhìn nó khác ngay, nhìn nó khôn lắm. Đấy, nhìn nó không phải dạng hàng giả nhái đâu, nhìn các bác nhìn cái cảm quan ngoài các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không rồi. Đó, đây made in Singapore đó, 50k một chai nhá, dầu gió của Singapore 50k một chai này, hoặc là lên mã nhé, sẽ là dầu gió xanh cũng được. À, lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, nhiều bác hỏi quá này. Bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay hàng tiếp tục về nhá, giá thì vẫn thế đó bác thôi, 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đây, kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn. Đấy, kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn. Các bác muốn để ngắn hoặc để dài nhẹ được. Đấy, mình chút nào dài các bác không với tay được mình có thể kéo ra. Đấy, đặc biệt là lưng. Đấy, lưng thì các bác với tay các bác gãi rất là khó, mua cho em cái cây này về. Giá nó bình dân thôi. Cái phần đây của nó là dạng sừng này. Thân của nó thân inox nhá, rất chắc chắn và bền luôn. Giá thì em báo giá luôn nhá. Lên mã nhá, em sẽ được cái cây gãi lưng. Bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 10k nhá, 10k. 10.000 một cái cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 một cây gãi lưng có thể là kéo ra và thu vào dùng rất tiện dụng luôn. 10k một cây nhá. Lên mã sẽ là cái cây gãi lưng. Đó, 10.000 một cây. Rất tiện. Thắt lưng với lại ví da thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Dòng thắt lưng da bò với lại ví da của Mỹ này. Đây, giới thiệu luôn cho bác đó là cái ví da này. Ví da này thì tại em nó có hai màu. Là ví da màu nâu, ví da màu đen.
Giá bên em đang bán là 140.000 một cái nhá. Lên mã bên em sẽ là cái ví da bò khâu tay nhá, 140.000 một cái này. Có hai màu là màu nâu màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào được cứ báo cho em nhá. Đấy, lấy màu nâu báo cho em, lấy màu đen báo cho em đây. Con này là con màu đen đây này. Đấy, con này là con màu đen, còn con này là con màu nâu nhá các bác nhá. Đây, quay cho bác chi tiết về sản phẩm này. Toàn bộ thì là khâu bằng tay. Đấy, khâu bằng viền bằng tay hết luôn. Đấy, bên trong này. Hàng này thì hàng của Mỹ nhá, Made in USA. Đó, phần bên trong đây có rất nhiều ngăn đấy bác, xài thoải mái luôn, có cả một cái ngăn khóa chính này để các bác để những cái tài liệu chính ở đây, và một cái bên ngoài là những cái ngăn nhỏ này. Đây hàng này có nhìn này, hàng da nó, hàng da nguyên miếng nhá. Hàng cam kết bác là hàng da chuẩn 100% luôn. Đấy, nếu mà không phải da thật bên em không lấy tiền bác luôn. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, test thử da thật cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng cam kết da thật 100%. Đây. Bên trong đây. Đó. Rất nhiều ngăn đó, có cả những cái ngăn nhỏ nhỏ các bác đựng thẻ, đựng thẻ ngân hàng, rồi là thẻ căn cước công dân, thẻ giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân vào đây rất ok. Bên trong các bác đựng tiền chưa? Đấy, rất chắc chắn nhá. Cái đặc trưng của sản phẩm này khi mà da thật ấy là các bác càng xài thì da nó càng bóng. Càng xài da nó càng bóng nên là dùng rất là thích luôn. Đó. 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là ví da bò khâu tay 140k. Hiện tại đang có hai màu là màu nâu và màu đen. Các bác lấy màu nào báo nhé em đây này. Nó có cả giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm này. Đấy, cam kết da thật yên tâm nhá. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng thắt lưng. Đấy, cũng của Made in USA. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Hiện tại thì bên em cũng đang có hai màu là màu nâu và màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào báo nhé em nhá. Đấy, lấy màu nào báo nhé em. Mặt thì siêu đẹp rồi. Riêng mặt này thì không phải chê. Còn chất da thì cũng miễn bàn luôn. Đây. Đó, Made in USA này, có nhìn này. Đó, Made in USA có chữ dập chìm này. Đó, Made in USA nhá, rất xịn sò luôn. Đây là màu đen, đây là màu nâu. Đó, thì lấy màu nào báo nha em. Còn đây là phần mặt, em quay bác chi tiết cảnh mặt này. Mặt rất đẹp luôn. Đấy, mặt sáng bóng đẹp. Kim loại dày nhá, kim loại dày chứ không phải dạng mỏng mẻo đâu ạ. Bình thường các bác hay mua những dạng giá rẻ thị trường mỏng mẻo, cái đấy thì dùng thứ nhất là nhanh hỏng, thứ hai là dùng một thời gian là nó bạc kết màu. Như con này thì cam kết bác hàng chuẩn. Đây, cái phần thứ kim loại rất là dày này. Đây này, rất dày, rất chắc chắn luôn. Hàng này của bên em thì đang bán bác là hàng con lăn. Cái con lăn này thì nó rất là cơ động này. Cơ động là như nào, ví dụ như là các bác bụng to, bụng nhỏ là các bác không phải lo. Ví dụ là bụng to các bác cũng để xài được, mà bụng nhỏ cũng để xài được. Bình thường các bác mua những cái dạng lẫy cài ấy. Lẫy cài là ví dụ những cái bác nào bụng nhỏ thì cũng may ra thì còn sửa chữa được, những bác bụng to thì rất là khó. Bụng to thì lại phải theo cỡ của nó cơ, có khi nhiều bác bụng to quá thì không xài được đâu. Thì đây nó dạng con lăn, nó thoải mái tự do, cái size của nó là free size, bụng to bụng nhỏ rồi các bác eo to eo nhỏ là dùng xài là hết luôn. Đấy, nên là rất là tiện nhá. Đây, thiết kế dạng con lăn này. Đấy, thiết kế dạng con lăn về các bác xài, mặt thì siêu chắc chắn, siêu dày. Hai màu là màu đen màu nâu nữa, lấy màu nào báo nha. Đấy, lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò hàng của Mỹ. Giá thì bình dân thôi, 180.000 một cái nhá, 180.000. 180k. Đấy, 180k. Lên mã em sẽ là thắt lưng da bò này. Đấy, hai màu nâu và đen, 180k một cái. Lấy màu nào báo nha em nhá. Hàng thì chuẩn của Mỹ luôn, Made in USA. Đấy, Made in USA, rất xịn sò, ok. 180k một cái. Đó là cái dòng bơm tay này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan, rất xịn sò, ok luôn. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã bơm này thì đây, hôm nay hàng lên shop. Lên shop về cho bác này. Đấy, con này thì nói chung là quá chắc chắn rồi. Đây, Stanley Japan. Có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá. Dây bơm thì chống gập, chống gãy. Dây bơm siêu bền, các bác cứ gập cho em thoải mái này. Thả tay cái lại về bình thường luôn. Đấy, dây bơm siêu bền nhá. Phần đầu bơm thì bơm xe đạp, xe máy các thứ ra. Con này thậm chí các bác bơm cho em ô tô con thoải mái luôn. Đấy, đây phần chân bơm có nhìn này, phần chân bơm thiết kế toàn bộ là bằng nhựa cao cấp ABS nhá, rất chắc chắn luôn. Thân bơm bằng kim loại. Đấy, đây phần tay cầm. Các bác nhìn cái phần ti của nó này, cái phần ti của con bơm nó rất là to. Bình thường là các bác mua thị trường con ti bơm ấy nó rất là nhỏ, bơm nó thứ nhất là nó rất là mềm mà nó yếu ớt. Đấy, con này bơm cái ti bơm nó to nên khi mà các bác bơm nó rất là cứng cáp, nó rất là khỏe, nó dễ bơm. Đấy, lượng hơi thì ra rất là đều các nhá, lượng hơi ra rất đều, bơm rất êm luôn. Đấy, bơm rất êm. Về các bác bơm xe đạp, xe máy ra, con này nói chung là các bác xài gia đình là rất là hợp lý. Bình thường là các bác nhà hay có xe đạp, xe máy thứ gì cứ phải đi chạy đi hàng xóm mượn bơm này, rồi là mình cứ phải mang ra quán mình bơm các thứ rất là mất công. Đấy, mua cho em con này về các bác vứt ở nhà. Đấy, lúc nào cần cái mình có cái mình lôi ra mình xài luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đồng hồ đó xuất đầy đủ với bác luôn. Giá thì đợt này nó về cái lô này giá nó rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bơm tay vàng. Đấy, bơm tay vàng
Bơm tay vàng này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 170 ngàn một cây nhá. Bơm tay vàng này. Đấy, giá sẽ là 170 ngàn một cây. Còn nhà em còn một loại nữa là bơm tay inox. Bơm tay inox thì là 150, còn con này thì là 170. Đấy thì các bác ưng cái mã nào thì cứ báo nha. Đấy, hai mã này nó xem nhau thôi. Đấy, còn cái mã này thì trước em cũng bán rồi. Một thời gian nó hiện đang bán hết hàng mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, thì đây đợt này lại về luôn nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây bơm tay vàng nhá. Đấy, cây bơm tay vàng. 170 ngàn một cái cây bơm tay vàng này nhá, 170 ngàn một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kẹp mát nam châm này. Lên mã em sẽ cái dụng cụ kẹp mát để về các bác hàn xì nhá. Các bác xài con này cho em rất ok. Đây, về thì các bác chiết lại cho em cái con ốc này. Đấy, thì khi mà vận chuyển thì những con ốc này hiện tại đang lỏng ra thì về các bác chiết lại. Đấy, và các bác kẹp cho em cái dây mát của cái máy hàn ấy, các bác kẹp vào đây. Và ví dụ những cái chỗ nào mà kim loại ấy, các bác hít nó vào. Đấy, hít nó vào là nó sẽ dính chặt vào, và cái phần kẹp mát này nó sẽ chạm với lại cái phần kim loại mà các bác hàn ấy. Bình thường là các bác cứ phải kẹp bằng tay cái thứ rất là mất công. Đấy, rồi là các bác cứ hay cặp bằng cái kìm ấy để các bác kẹp mát vào, thứ nhất là mất công, mà thứ hai là khi mà mình tháo nó không tiện. Thì con này các bác chỉ việc bỏ cái là nó chết luôn vào đây, cái phần mát này nó sẽ chạm vào và các bác cứ thế các bác hàn thôi. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát để các bác hay hàn xì ấy, hay thợ hàn thì các thứ gia đình cũng dùng thoải mái luôn. Con này cái nam châm này hít rất mạnh, đây em sẽ test bác con này. Đây là cái nam châm này hít rất là mạnh luôn. Đây, cái nam châm này. Đấy, thấy không? Hít rất mạnh luôn, và cái phần kẹp mát nó sẽ chạm đây luôn này. Đấy, còn nếu các bác về xem cái cỡ của nó thì các bác có thể điều chỉnh bằng cái ốc này. Đấy, về các bác kẹp cái dây hàn cho em xong. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát nam châm. Đấy, bỏ vào cái nó sẽ kẹp rất là chặt luôn, kẹp hít rất chặt nhá. Đó, và nó sẽ chấm cái đầu mát vào đây là cứ thế các bác hàn thôi. Nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, rất là hay luôn. Đó, cố định một chỗ mình đỡ phải di chuyển mang đi mang lại nó mất công ạ. Đấy, bình thường là các bác cứ phải kẹp cái hàn kia mang đi mang lại mất công, mà ví dụ như các bác ở xe chẳng may là giật dây mạnh cái là nó sẽ bong luôn cái phần kẹp cái kẹp mát, cái dạng kẹp ra. Nhưng con này nó dạng nam châm, nó hít rất là chắc, mà nó khi mà mình lấy ra nó rất là tiện, rất là dễ nhá. Đó, báo giá bác luôn. Lên mã cho em sẽ được cái kẹp mát nhá. Đấy, cái dụng cụ kẹp mát nam châm, cứ lên mã cho em sẽ cái kẹp mát cho nó dễ. Đấy, kẹp mát này, giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi nhá, 40.000 thôi, 40.000 kẹp mát này. Kẹp mát để các bác hàn xì này, 40k. Đấy, 40k một cái kẹp mát nha. Đấy, 40k, nó có nam châm hít nhá, rất là khỏe luôn. Đấy, 40k một cái. Đấy, các bác cùng xem video này. Mà còn dùng kẹp mát này không ạ? Để em lên cho các bác mẫu kẹp mát nam châm hút chặt của bên em. Thiết kế đẹp mắt đi kèm có nam châm, có thể hút dính mọi mặt phẳng địa hình góc cạnh, có thể dùng cho máy 500A. Có săn cốt kẹp thuận tiện cho đấu nối, dễ dàng lắp đặt tháo lắp nhanh gọn. Lưu ý sử dụng phù hợp cho các vật liệu có từ tính như sắt thép. Chưa tới 50k các bác đã sở hữu bộ đầu mát nam châm này à? Bác nào thích mua ủng hộ em nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, con này rất là hay. Đấy, mà đặc biệt con này view những cái chỗ mà cái dạng view sắt tròn này, bình thường là các bác kẹp rất là khó này. Đây các bác cho đây cái đó, nó hít vào luôn, rất là ok luôn. Nó hít luôn cả những cái sắt tròn này, và cái điểm cực này nó chạm vào đây. Đấy, về các bác đấu dây và các bác xài thôi. Đấy, những cái vị trí rất là khó như con này vẫn có thể làm được không nhá. Nó gọi là cái kẹp mát nam châm, kẹp mát cho bác hàn xì sửa chữa, 40.000 một cái nhá. Rồi các bác hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã quạt 12V này. Đấy, thời tiết bắt đầu đang rất là nóng rồi, mà cái tình trạng mất điện này chắc chắn là sẽ có xảy ra. Đấy, các bác mua cho em ngay con quạt tẩu 12V này về. Nó là dòng quạt chạy 12V nhá. Đấy, về các bác có ắc quy 12V là các bác cứ phệt vào cho em là vã vào là chạy thôi, mất điện không lo nhau nhá. Mát cực kỳ luôn. Rồi là đặc biệt ví dụ các bác nào đang đi ô tô mà những cái dạng ô tô đời cũ là điều hòa thứ là mà nó chưa đủ độ mát ấy, thì các bác tăng cường thêm cho em cái con quạt này vào nữa. Rất mát luôn. Đấy, thì đi sẵn thì nó sẽ có là cái đầu để cắm, thì nó là cái đầu để các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhá. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho ô tô, nhưng mà nếu mà các bác muốn dùng gia đình thì bên em sẽ có một phương pháp để các bác dùng gia đình. Thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là một cái bộ tẩu cái này nữa. Đấy, thì về các bác có ắc quy, các bác kẹp vào bình ắc quy, sau đó các bác cắm cái đầu còn lại của nó vào đây. Cắm vào đây. Đó, và các bác kết nối các bác bật lên là các bác xài thôi. Con này nó là dạng quạt đôi nhá. Công suất một quạt là 10W nhá. Hai quạt thì tổng sẽ là 20W, chạy cực kỳ khỏe và rất êm luôn. Đấy, bẻ các hướng các kiểu này. Bẻ lên, bẻ xuống, bẻ cụp này. Đấy, rồi là xoay sang bên trái, xoay sang bên phải nhá. Đấy, xoay các hướng các kiểu là có thể là ngửa sang sau, ngửa về trước này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, là phần đế các bác có thể để trên bàn, để trên nắp capo ô tô, rồi là để những chỗ nào các bác cần mát. Rồi là ví dụ như là nó cũng là một chiếc quạt tản nhiệt rất hay, ví dụ như một cái thiết bị gì đấy trong mùa hè này. Đấy, thường thường các bác xài nhiệt độ bên ngoài trời rất là cao rồi, các bác cần một cái thiết bị để mà các bác tản nhiệt, thì con này nó cũng là một phương pháp rất tốt luôn.
các bác chỉ việc là kẹp vào cái bình 12V hoặc là các bác xài thôi. Đấy, rất ok đây. Tại đây em đang có bình 12V này, các bác kẹp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đây, kẹp đúng đầu âm dương cho em. Đấy là quạt nó chạy thôi, quạt chạy phà luôn, chạy khỏe lắm. Đấy, con này mà nó đủ điện áp của nó chạy thì siêu mát luôn. Vì nó là dòng quạt đôi mà nó mát kinh khủng luôn. Đây. Đấy, đây em với đang để số 1 nha các bác, tăng số 2 này. Đấy, thấy không? Chạy rất êm. Nó là dòng động cơ không thổi than nhá, nên là thứ nhất là nó chạy nó êm, mà thứ hai là cái động cơ không thổi than này nó rất là bền các bác, rất là bền. Nó không như cái dòng động cơ có thổi than đó các bác, chạy rất là nhanh hỏng. Như con này chạy như là êm không kêu, mà thứ hai là nó bền các bác. Đây, bật bác số 2 này. Thấy không? Chạy nó phà mát kinh khủng luôn. Em để khoảng cách từ đây đến chỗ em ngồi khoảng tầm hơn mét nhưng vẫn rất là mát nhá. Nó cái giải thổi của nó rất là xa, rất mát luôn. Đấy, mát cực kỳ. Đây có em chỉ gần cầm phà luôn này. Đấy có nghe thấy không? Phà luôn. Mát cực kỳ luôn. Đấy, mùa hè ví dụ trong tình trạng mất điện, các bác xài này cho em rất hợp lý. Rồi là ví dụ trên ô tô mình điều hòa chưa đủ mát thì các bác xài cho con này. Mát cực kỳ. Đấy, điều chỉnh các hướng các kiểu nhá. Đấy, đây. Đó, cục lên cục xuống này, cục ra cục vô. Rồi làm một cái dụng cụ để tản nhiệt cho cái thiết bị mà nó hiện tại đang nóng quá tải rồi. Các bác làm cái con quạt để tản nhiệt rất là mát luôn. Đó, rất là hay nhá. Quạt chạy rất êm. Đấy. Công suất là 10W một quạt, hai quạt là 20W nhá. Và cắm trực tiếp vào nguồn 12V cho em là các bác xài thôi. Đấy, và về nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài ắc quy thì các bác mua thêm cho em cái đầu tẩu cái nha. Đấy, thì tại vì em đang bán một cái đầu tẩu cái nha, đang bán với bác là giá là 40.000 một cái này. 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Còn nếu mà các bác muốn mua quạt thì đang bán với bác giá là 120.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái quạt tẩu 12V. Đấy, hoặc là quạt 12V được. Quạt 12V giá sẽ là 120.000 một cái quạt 12V nha. Đấy, 120.000 một cái quạt 12V nhá. Còn mua đầu tẩu thì cái đầu tẩu cá thì đang bán với bác là 40.000, về các bác kẹp trực tiếp bình ắc quy là các bác xài. Còn nếu mà nhà bác nào dùng chiếc ô tô thì không cần đâu. Đấy, chiếc ô tô thì nó có sẵn cái đầu tẩu cá này rồi, về là các bác cắm chiếc ô tô là các bác cắm cái đầu tẩu cá nha, là các bác xài thôi. Còn nếu mà cái này em bán với bác nào mà dùng ở gia đình không có ô tô hoặc là các bác muốn xài gia đình xài ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái này. Đấy, còn không thì về các bác chế cháo mình về thì các bác chế gắn hàn đấy được. Đấy, cái đầu này của nó, đầu lồi là đầu dương này, còn đây đầu âm. Nhưng mà về các bác cắt ra các bác hàn chế, ví dụ hàng nó lỗi thì bên em không bảo hành các bác nhá. Đấy, vì hàng nó phải nguyên si thì bên em mới bảo hành được, không đến lúc ví dụ như hàng nó vấn đề xảy ra mà các bác cắt chế cháo ra các bác đấu nối thì bên em không bảo hành nhá. Hãy lưu ý cho vấn đề đấy. Đó, rồi lên mã cho em xem cái chiếc quạt 12V nhá. Đấy, quạt 12V chạy rất khỏe, rất mát luôn. Chạy điện 12V. Nhớ cho em là chạy điện 12V nhá. Về các bác phệt với điện 220 là đi đấy. Giá sẽ là 120.000. Còn muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để về các bác kẹp vào bình ắc quy thì đang bán với bác là 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái bán hàng rất hot trong mùa hè. Đó là cái kính bơi này. Đấy, các bác chuẩn bị đi du lịch này, đi chơi này. Đấy, rồi cho các cháu nhà mình. Cái kính bơi này thì trẻ em người lớn đeo hết luôn các bác nhá. Trẻ em người lớn đeo hết luôn, rất tiện dụng nhá. Đầy đủ phụ kiện thứ bên trong. Về các bác tháo ra là các bác xài thôi. Nói chung là đã chuẩn bị xác định đi biển biết thì nên có rồi, ví dụ như là các cháu nhà mình ở nhà đến mùa hè hay bơi biết các thứ rồi đấy, cầm một con kính bơi hoặc người lớn có thể đeo luôn. Con này có thể chỉnh cữ được nhá. Đây, cái dây thu đằng sau của nó này, nó có thể chỉnh cữ được. Về các bác tháo trong cái nắp ra này, nâng cái nắp ra này đấy, sau đó các bác chỉnh cữ theo cái vòng đầu của bác nhá, hoặc là theo người đeo đó, và các bác đeo thôi. Kính thì mắt rất là trong này đấy, mắt rất là trong, và cái phần do này bịt rất là kín luôn, không lo nước vào nhá. Đấy, gọi là cái kính bơi. Đấy, báo giá bác luôn, giá thì rất tốt, bình dân luôn, 20.000 một cái kính bơi này nhá, chỉ có 20.000 thôi. Lên mã cho em xem cái kính bơi nhá. Đấy, kính bơi mùa hè giá đang của bác là 20.000 một kính bơi nha, 20.000 một cái này. Đấy, 20.000 một cái bộ kính bơi này, về là các bác mua cho các cháu thì mình sử dụng này, mà chuẩn bị đi biển biết các thứ này, rồi là người lớn có thể xài được luôn nhá. Đó, bơi biết các thứ là dùng rất ok luôn, về dùng rất là tiện. Đó, bình thường các bác ra những khu du lịch các thứ thì một cái kính bơi này 5-60 nghìn một cái luôn đấy, thực sự bao luôn. Nếu mà các bác đã xác định chuẩn bị đi rồi mình nên mua trước này đi. Đấy, mua có cái là xài luôn, thứ nhất là rẻ, thứ hai là tiện, mà có cái dùng ngay. Đó, đến lúc mà đến nơi khi một là có khi còn cháy hàng, thứ hai là có khi nó rất là đắt. Đấy, vì khu du lịch nhiều khi người ta chặt chém giá rất là cao. Đó, 20.000 một cái sản phẩm kính bơi nhá, người lớn trẻ em đeo hết luôn, vì cái này nó có cái phần dây chun này, nó chỉnh cái cữ đầu. Đấy, và cái phần mắt này khá là to này, nên là người lớn trẻ em đều hết luôn. Đó, ok, 20.000 một cái bộ kính bơi nhá, 20.000 một cái.
Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng bút bi này, bút bi thiên long nhá. Hiện tại em đang có hai màu là màu xanh và màu đen, và anh em đang bán đồng giá là 25.000 một hộp nhá. 25.000 một hộp bút bi là 20 chiếc nha. Đấy, bán là cả một hộp 20 chiếc luôn, vì giá nó rất là bình dân hạt rẻ rồi, chứ không phải là dạng giá cao đâu. Bình thường là các bác mua một cái hộp này ở cửa hàng biết cũng phải ngoài tầm 5 đến 60.000 hộp. Đây bên em bán cho bác giá thì gần như là cái giá gọi là cái giá các bác nhập vào luôn ấy. Đấy, có khi cửa hàng nó nhập với giá đấy luôn. 25k nhá, 25k cho một cái hộp bút bi của Thiên Long. Đấy, một hộp là 20 bút nhá. Đầu bút thì là đầu bút cao cấp 0.5mm. Đấy, nét viết trơn này, êm này, mực ra đều và liên tục này. Đấy, thì một hộp là 20 cây. Bên em sẽ có hai màu là màu xanh và màu đen. Các bác lấy màu nào báo em, mình có thể lấy cả bộ về thay nhau viết được. Đấy, thì một hộp là 25.000, lấy hai hộp là một đôi là 100. Đó, tùy nhu cầu nhá. Có hai màu là màu xanh màu đen. Bút bi của Thiên Long nhá, đây, bút đây. Đấy, bút đây nhá. Đấy, rất ok luôn. Về các bác xài sử dụng này. Đầu bút là đầu 0.5mm. Đấy, lò xo rất là trơn tru, chắc chắn chất lượng luôn. Nói chung là bút bi này thì quá nhiều bác biết, em không giới thiệu nhiều, chủ yếu là báo giá bác thôi. 25k một hộp nhá. Màu xanh màu đen, lấy màu nào báo nhà em nhá. 25k một hộp là 20 bút nhá. Bán một lúc là bán cả hộp luôn, không bán lẻ một cây nhá, không bán lẻ một cây, bán cả hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó. Bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa không ạ? Bằng nhựa. Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá em đang gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn những cái môi bằng nhựa, nhưng con này nó rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, su 34. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này. Thứ nhất là bền, mà thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như môi nhựa là nó phải chuẩn cơ. Thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm nữa là nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc. Nhìn thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn, ok. Đấy. Giá em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá. Lên mã em xem cái môi cơm inox nhá. Cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về nên ôm lô số lượng hữu hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử với bác này. Về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. Su 34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sản phẩm tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, hôm nay hàng bên shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài. Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi thấy cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe. Mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu to này nhá. Nó kiểu là cái điếu xì gà. Đấy, thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt lên sau đó các bác gì thôi, rồi các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha, cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha, và các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế, nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá, tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá. Giá thì siêu tốt bình dân luôn. Lên mã cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. 10 điếu. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k. 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã cho em xem là điếu ngải cứu này. Điếu ngải cứu nhá. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ. Ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào, các bác đốt lên coi nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu đuổi muỗi thơm, phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ kênh ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá. Đấy, đem lại sức khỏe này. Rồi là thông thoáng nhà cửa nhá. Thông thoáng nhà cửa, rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình, ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 một hộp nhé. 30.000 một hộp. Lên mã cho cái hộp
10 điếu ngoài cứu nhá, 30k một hộp 10 điếu ngoài cứu, đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngoài cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới xuất, tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng sách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 lên mã em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24ml thôi nhá. 24ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này. 20k một tít này. Lên mã cho em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ ạ. 20k một tít. Đấy, 20k một tít, các bác lấy 3 tít. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 tít nhá. Đấy, 5 cái 3 tít, còn các bác lấy một tít để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tít này sẽ là 60ml. Đấy, 60ml dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi. Các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm nó để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc nhá. Nên là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy. Giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là lọ keo dán giày. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Đồ vật bị gãy đầy từng vụ vứt đi. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ thôi nhá, lấy 3 típ 50.000. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần như nhá. 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán liệu đây cho em thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này. Tay cầm này, đấy, chắc chắn ok luôn. Đây, còn đây là phần lòng chảo này. Đấy, lòng chảo 28cm khá thoải mái. Về các bác rán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây, toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn rán thì các bác phải cho già già dầu lên,
đấy thì dán là nó mới ok được, vì cái chất chả của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên đấy thì dán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính các bạn. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là dán nó rất là dễ dính các bác nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó đấy. Còn về các bác xào nấu thì ăn thoải mái luôn con này, nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã anh em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28 cm. Về các bác dán xào nấu ở đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo, và tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9cm rưỡi, gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này. Chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này.
sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bạn nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng cái đèn này thôi. Các bạn nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bạn nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bạn nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không các bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bạn nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây, ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật. Nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn. Riêng về cái dòng đèn pin này, bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm, ăn nước. Rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này, đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá. Pha này. Và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhé các bạn nhé. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy, đây, các bạn nhìn này. Đây, chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhé. Đây, em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhé. Đấy, đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhé. Em bật lên này, sáng kinh khủng luôn. Các bạn nhìn này. Ui dồi, dã man luôn nhé, một cái con đèn nó. Em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây, đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây,
chỉ có một cái con đèn này thôi nhé mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k, giá cũ đấy, giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tại nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.